rất là vui. Đó, rất là cảm ơn mọi người. Tuy nhiên thì những cái chuyện mà nó đã qua rồi ấy, chuyện cũ rồi thì cũng không nên nhắc lại. Xin chào Phương Anh Lê. Cái loại mình đang dùng mà em lên nhạc đi, xong rồi lên trước cái bộ gội xả mọc tóc đi. Cái bộ mình đang dùng là bộ này các bạn ạ. Bộ mình đang dùng là bộ này. Để được một tí để mình ghim lên, đã mình ghim lên lại rồi không mà lại đánh vi phạm nhá. Để mình ghim lên, hôm nay mệt quá. Bằng tuổi mình sắp thành công, ok. Không, mình đang bị cảm cúm. Lát nữa mình có sẽ gọi chị Huyên lên thì sẽ hỗ trợ cho mọi người, hỗ trợ cho mọi người để hỗ trợ cho mọi người về cái cách mà kinh doanh hệ thống. Lát nữa nha, mình sẽ mời chị Lê Huyên vào, chị Lê Huyên sẽ chia sẻ cho mọi người. Ghim ok. Chào anh Nguyễn Tuấn Anh. Anh có trà sữa rồi đấy, gọi cháu xuống. Em ơi, ghim cho chị cặp gội xả mọc tóc lên đi. Cảm ơn Tăng Vương Đại nhá. Mình chỉ bị xịt mũi tí thôi. À cúm ấy. Lên chị em ơi. Cặp này mình đang bán là bao nhiêu? Cảm ơn Đức Anh. Cặp này mình đang bán là bao nhiêu?